Cái xúc rác này chào anh Duy Minh nha. Rồi chào bác. Cho mượn cái cây xúc rác này. Cái này là nhà tài trợ của anh hay là của ai vậy ta? Chị Như. Của chị Như. Sáng ra là mình phải đem một combo luôn là cái con hay chổi à. Cùng với là nước nữa. Hai thùng nước đó sáng đem vô rồi đó. Không mà đậu sáng rác là xịn mà. Đúng rồi, xịn mất. Nhôm á. Mà là không có. Thế là hôm nay là cái nói chung là cái mộ của năm là thiếu cái đồ hút rác. Đúng rồi. Tại vì mấy cô chú đến mà nhiều khi muốn quét dọn này nọ đó là phải hút tay. Đúng rồi. Nói chung là những cái chi tiết á, hậm gài á là những cái chiếc nhỏ mà nhỏ xíu quan trọng luôn. Nhỏ xíu mà thiếu như cái tấm chiếu nè. Tấm chiếu là rất là quan trọng. Cái sò rác ha, cái hộp rác ha. Mà đến đây á, cái đầu tiên á là phải cúng. Đúng không? Nhưng mà cái cúng lại không có chiếu cho bà con mà cũng không. Giờ đem cắt cái này trước nha. Mình để đây đi. Mà không biết là để đây mai còn không ta. Ví dụ như đây là mình có thể xúc vô luôn với chú chị. Đó, mình thử luôn ha, test luôn. Lấy cái vỏ không anh? Không, cái này là ok rồi đó. Vậy là đó, vô luôn. Bỏ vô đây. Bỏ vô. À, chú Tiểu đem cái hộp gì tới. Cái này bình nước gì em? Của nhà tài trợ nào? Wow, không biết là nhà tài trợ nào luôn. Wow, cái này em có thể cho mọi người biết không? Để cho chú Tiểu thở xíu đi. Cho chú Tiểu thở xíu ha. Rồi, anh mới nói có đá ha. Một cái hùng đá nhỏ như của hùng đá bự ha. Hùng đá này mà có kem chuối ha. Lấy kéo các em, cái kéo đâu? Cái kéo hồi sớm tài la để đâu rồi. Đúng không chị? Lạc rồi đúng không? Tài là tài mấy cổ quên đâu đúng không? Cái kéo. Sáng là giờ chưa có hả? Dạ. Thì sáng chị kêu lát chị hát bài đúng không? Không đâu, em nói là lễ trăm ngày đó. Trời ơi. Ủa không có hai cái kéo đâu mà giờ sao chú Tiểu kêu rồi chú Tiểu rồi đại chú Tiểu hở cái mà chú Tiểu chưa hở làm bao giờ luôn. Tìm cái kéo nha, tại vì cái kéo mắc thì cũng không sao. Rồi, bây giờ Khang cho khán giả biết cái hộp đá này là của em mua hay là nhà tài trợ nào nè. Bên nhang đèn sáng em mua. Nhang đèn. Sáng là mua hết 1 triệu mấy đúng không em? Rồi. Giờ mình cái nước ở đây mua em rửa sơ đi. Em rửa sơ đi rồi mình bỏ vào. Muốn có nắp luôn. Muốn có nắp luôn rồi. Đi giả mua kia mua cái hồng đựng đá bằng chế xuống vô cho em. Em rửa cái tay em rửa. Rồi em rửa sơ cái tay em đi. Cái tay em cũng mấy bụi á. Rồi. Em tráng sơ mấy cái góc à. Đổ cái góc này em thấy như cũng còn hơi dính bụi phải mình tại cái dính bụi ha nó bị ố gì ta nó đem mở cái nắp ra coi như ngay góc kìa anh đúng rồi bụi đúng không cái hộp này hiện xịn sao á ha để trên bàn có được em không? Em bỏ dưới đất luôn, rồi bỏ luôn đi. Đá sạch rồi đúng không? Okay. Wow, giờ chú Tiểu lấy nước chắc là nước suối. Hai hộp ha, một hộp nhỏ với một hộp bự. Bây giờ anh dẹp mấy cái này nha. Dở dở cái nắp lên bà xã. À bỏ nó nước ướp lạnh ha. Wow tuyệt vời. Nhưng mà đá này hơi lớn. Mình bỏ qua hùng bớt hùng này đi Khang. Em bỏ 50% đá qua hùng nhỏ này đi chứ mình để được hai bên luôn á. Ủa anh Tài này nãy giờ không thấy anh Tài.
đại bình chưa? Rồi không như đầy đầy quá vậy mà em lấy đá bỏ em đây bớt đi, cái mình bỏ được hai bên luôn, bỏ vô luôn hả? Wow. Đấy. Bỏ đá rồi mình đầy đúng không? Muốn chới vô đây hay là muốn ốp lạnh? Lạnh hả? Ốp lạnh hả? Ốp lạnh thì sao lấy nước đá? Em chế nó màu vàng sao? Ốp lạnh nếu mình chế này nhà phải lấy cái nước rồi phải phí phí nước. Gì làm được? Còn buổi không nè. Lấy nước kia đi, nước kia mình đưa ốp. Buổi rồi. Rồi giờ mình bỏ ai lỡ chế cái này bỏ đi. Rồi đây mình chế nước nó vô uống luôn. Chế vỡ nước đá là sạch, chế nước vô đây uống luôn. Rồi bây giờ cầm đi anh hỗ trợ anh nè. Hôm nay cũng được này con. Thùng nào cũng được hết á. Hai thùng lớn thôi. Hai thùng. Vậy là đổ cô Hương ghê. Chừng nào hết tiền hả con kêu cô bán cho mình bán. Trời ơi coi coi chú Tiểu nói nghe mát lòng kìa. Nói vậy mà không bán. Hai cái hộp đá nha, hai cái hộp đá này với một cái đồ hút rác ha. Đúng rồi, giờ mình để đó đi ha. Nhiều khi các anh em YouTube hoặc là khán giả đến nhiều khi cũng khát nước đó. Rồi đem luôn đi, đem luôn đi. Để đem đâu anh? Ý là chịu đem cái ly vô đây á. À. Rồi mình đổ ở đây uống, mình bỏ nước đá ở đây mới, đúng không? Mình bỏ đấy, nhiều khi tao không hết uống nước này thì tao uống cái nước chai này. Ừ, ha, mình bỏ cho mấy cục ở đây đi. Bỏ đây mấy cục ha. Rồi, cho nó nhiều khi ta hết ướp lạnh á. Cho nó mát. Rồi, thì được rồi, chắc được rồi đó. Còn cái này cứ mình chế nước cho anh em mình uống. Ổn ha. À, quá tuyệt vời luôn. Nói chung là tại vì bên đây uống chút chị là rồi, 15 mét Bình Dương xin khép lại video này. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều luôn ha. Cảm ơn tất cả những cái nhà tài trợ đã hỗ trợ những cái chi tiết nhỏ, ví dụ như là cái đồ hút rác cũng như là những cái bình đá. Mặc dù nó không có bao nhiêu tiền nhưng mà cũng rất là đáng quý, rất là trân trọng cái tấm lòng của cô chú đã quan tâm hỗ trợ luôn. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều. Còn bây giờ thì 15 mới Bình Dương xin khép lại video này tại đây. Cảm ơn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.